Hello hello, xin chào các anh em đã quay trở lại với channel Free Fire của mình ngày hôm nay. Và ok, video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách quay chung đám ma thuật nha anh em ơi. Và video này thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách quay ở những cái nick đang ở cấp thấp hoặc là nick vừa mới tạo nha anh em. Và bây giờ thì mình sẽ cho anh em xem cái nick này của mình nhá. Nick này của mình lại thì đang level 1 nha anh em. Đấy, mình xin phép anh em được mình phải che tên nick lại vì một số vấn đề nhá. Đấy, mình đang ở level 1 này, nick này thì mình mới tạo mà. Và mình đã chuẩn bị sẵn ở đây là 5 vé quay kim cương rồi nha anh em. Đấy, và 4 vé quay miễn phí này. Thôi, cái miễn phí này thì mình sẽ không nói tới nhá. Và mình sẽ nói tới vé quay kim cương nhá. Mình đã chuẩn bị ở đây thì đã 5 vé rồi. Anh em cũng chuẩn bị ở nick mới thì anh em cũng phải chuẩn bị kim cương để anh em quay đúng không? Thì anh em phải chuẩn bị trước nhá. Và cái bước đầu tiên mình sẽ hướng dẫn với anh em thì bước đầu tiên thì bước đơn giản nhất thì anh em sẽ vào phần nhân vật nhá. Anh em click vào nhân vật này, anh em sẽ kéo cho nó lên đến xỉ. Dù nhìn rất buồn cười anh em ạ, nhưng mà mình vẫn phải làm nhá. Đấy, nhìn chẳng khác gì cái con từ cái con Nhật Bản nó sang bên châu Phi luôn anh em ơi. Ok, mình sẽ nhấn vào phần ok nhá. Ok này, đó là chỉnh tông màu nhá. Sau khi xong rồi thì anh em sẽ vào phần shop này. Anh em sẽ vào phần cái phần quy đổi mà đám ma thuật anh em. Anh em sẽ chọn vào cái đầu tiên này, anh em cứ nhấn đổi đi. Anh em nhấn đổi cái kiểu giống như là cho Garena biết là mình... Rồi, bật tiết kiệm pin này. Kiểu như là cho Garena nó biết là mình đang rất muốn cái đám ma thuật này. Nên là mình rất muốn để quay chúng ấy. Đấy, anh em cứ nhấn này, đấy. Sau anh em chuyển sang cái thứ hai này, anh em lại nhấn tiếp nhá. Em cứ nhấn vậy đi, chắc chắn sẽ quay chúng thôi. Ok, đấy, tia xe máy tia chớp này, em cứ nhấn vào đi. Anh em nhấn hết lần lượt luôn nha anh em ơi, nhấn càng nhiều càng tốt. Đây, nhấn sang bên đây tiếp này, rồi nhấn đây tiếp này, anh em cứ nhấn đi nha. Đấy, anh em cứ nhấn này. Đấy, ở nick level 1 thì anh em phải chuẩn bị kim cương trước để xíu để mà quay nhá. Đây mình chuẩn bị hẳn 5 vé luôn rồi, bộ gấu trúc này rồi. Ok, sau khi mà đã nhấn xong tất cả các bước rồi nha, anh em sẽ vào cái trận đấu thường nhá. Anh em tắt mạng đi này, tắt wifi đi nhá, đang nhấn cái lúc bắt đầu ấy, anh em tắt wifi đi, chờ một xíu anh em bật lại này. Cái lỗi này thì mình cũng vô tình phát hiện được ra thôi, nên anh em cứ làm theo nhá. Chờ cho nó kết nối lại nhá. Đây, và anh em lại bắt đầu tiếp này. Ở cái nick mới lập thì bắn thì chắc chắn cũng sẽ gặp boss thôi, nên là bắn sẽ đơn giản. Anh em sẽ vào và bắn và mình sẽ hướng dẫn cho anh em nhá. Rồi, vào trận rồi. Ok, còn 20 giây nữa là vào trận nha anh em. Anh em đang xem thì nhớ nhấn một like và một nút đăng ký kênh, cộng nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ những cái video mới nhất từ mình nha. Ok, và bây giờ sẽ vào trận luôn rồi. Giờ sẽ vào trận này. Ok, và bây giờ mình sẽ nhảy xuống phía dưới phần cổng trời nhé anh em. Anh em cứ làm theo mình xong rồi sẽ thoát ra và sẽ quay nhá, thì chắc chắn sẽ trúng đám ma thuật nhé anh em. Đây là một lỗi ở phiên bản OP15 mà chắc là Free Fire nó chưa pick nha anh em. Đấy, và mình sẽ nhảy xuống đây này. Nhìn ra đen xì không khác gì cái con châu Phi luôn anh em ơi. Từ cái kiểu giống như là Nhật Bản sang châu Phi ấy. Đây, và mình sẽ nhảy xuống dưới đây nhá.
Rồi mình lấy luôn cái túi đồ này. Đen đen như thế này là cũng một lợi thế thế anh em ạ. Núp dễ hơn đúng không? Rồi được cái giáp này. Có thằng nào bắn nhau dưới đây rồi. Mình sẽ giết một mạng xong rồi mình sẽ tự sát nha anh em. Rồi chết rồi. Ôi giật kìa. Nào nào bạn ơi. Rồi tự sát nha anh em ơi. Một mạng rồi. Bọn này chắc là bọn bot rồi anh em. Bot đấy. Rồi ok mình sẽ tự sát nha. Đây, thuốc nổ này đập thì thuốc nổ anh em. Thôi từ từ để mình giết luôn cái mạng thằng này đây nhá. Rồi headshot luôn. Còn thằng bên đây nữa. Lò cái mặt ra để giết nốt luôn. Rồi ok. Và mình tự sát nhá. Rồi chết rồi. Và bây giờ thoát ra ngoài và anh em sẽ tiến hành phần quay nhá anh em. Triple kill này. Anh em chỉ cần giết một mạng thôi cũng được nhá. Ở đây mình thích thì mình giết ba mạng thôi. Lên cấp luôn à, lên level 2 này. Và bây giờ anh em sẽ vào phần quay may mắn nha anh em. Rồi sao vào lâu thế? Vào lâu thế nhở? Nào nào vô đi nào. Ok mình sẽ tắt wifi đi nhá. Bật wifi lại này anh em. Ok vào phần phòng quay may mắn nhá. Đấy và vào trong phần kim cương này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách quay để mà trúng luôn cái đá ma thuật nhá anh em. Đây và bây giờ anh em sẽ nhấn vào quay này. Anh em để yên luôn nhá, để yên cho nó hết thời gian luôn nhá. Quần báo đen à. Và ok, bây giờ trong cái lúc này thì anh em sẽ tắt wifi nhá. Và anh em sẽ bật lại này. Chỉ trong 3 vòng quay nhá, 3 vòng quay. Anh em nào đen nhất thì sẽ tới vòng quay thứ 3 thôi. Còn son thì chỉ vòng quay thứ nhất và vòng quay thứ 2 thôi nhá. Anh em sẽ mở tiếp này. Đây. Hòm xác à. Ok và bây giờ mình sẽ quay đến lần cuối cùng nhá. Lần này thì chắc chắn sẽ được cho anh em này. Ok. Và trúng đá ma thuật rồi anh em ơi. Và chúc anh em quay giống mình và cũng trúng được đá ma thuật nhá. Và nhớ nhấn like và đăng ký kênh để xem những video Free Fire hay nhất từ mình nhá. Ok và bye bye anh em. Hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo hay hơn và bổ ích hơn nha. Bye bye. Ok em tới đây đi em yêu.